chào cả nhà. Chào mọi người, chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người có thấy hôm nay gia đình của mình đã cải thiện được cái sân thượng rất là đơn giản, nhưng mà có những mảng màu xanh làm cho không gian sân thượng của Ly hôm nay nó cảm giác là nó mát mẻ hơn rất là nhiều luôn. Ai, thảm cỏ xanh mướt, hàng cây xanh mướt và những cây cảnh xanh mướt đó, mọi người thấy không? Nó có thêm một cái gọi là một cái sức sống cho cái sân thượng này. Cũng đã về đây cũng đã hơn một năm, cũng gần hai năm rồi, nhưng mà Kha Ly không có trang trí cái sân thượng cho nó có cái mảng xanh. Thì bây giờ hai vợ chồng mình đã làm được cái mảng xanh cho cái sân thượng này rồi. Đây sẽ là không gian để mỗi buổi chiều hai vợ chồng Ly sẽ lên đây thư giãn đó. Bây giờ Ly có được cái xích đu này rồi, ôi nó đã lắm mọi người ơi. Cái xích đu này nằm người ta nói vậy, gió mát hiu hiu, nằm trên đây có thể ngủ được một giấc. Và đây sẽ là một cái góc chiêu 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 của Ly. Mai mốt Ly sẽ lại chiêu ở góc này hoặc là chụp hình ở góc này được hen. Thôi bây giờ thì mình đi tưới cây. Chiều nào mình cũng có một cái nhiệm vụ là mình sẽ lên mình tưới cây. Khi nào mà thấy nóng trong người thì cắt nha đam xuống để mình nấu chè ăn, hoặc là mình nấu nước nha đam uống, hoặc là khi nào á mà mình muốn đắp mặt nạ cái mình hái cái nha đam này xuống mình đắp mặt nạ cho nó tươi luôn. Mặt nạ nha đam đắp mặt nạ rất là mát nha, rất là mát luôn, công nhận luôn á. Trên sân thượng mấy ngày nay quá trời nắng nóng. Cây mà lâu hai bữa mà quên tưới là cây nó sẽ bị, nè mọi người thấy không, mới có hai bữa mà tưới không kịp là cây nó sẽ bị héo queo luôn. Còn cây này của mình nó là cây cây hoa nhài, hoa lài á mọi người. Cây này là cây hoa lài, mình thích cây hoa lài này tại vì á cái hoa lài nó rất là thơm. Mỗi lần mà hoa lài mà nó có hoa đó, trời ta nói mùi thơm của nó nồng nàn, nó xao xuyến. Hoa lài này thơm lắm, rất là thơm luôn. Nhưng mà hôm nay cái bình này tưới cây hơi mệt đó nha, chắc phải mua cái vòi để xịt quá à. Tưới cái bình này không biết tới chừng nào, tới Tết Công Nguyên mới xong được hết cái đống cây này quá à. Hoa mất mệt quá à, nó mệt thiệt luôn á. Tưới gì luôn đi cho nó mờ nó khỏe. Lâu thấy bà hành hiệu. Bông giấy của Ly á, cái bông này á là Ly trồng hồi Tết năm ngoái. Tết năm ngoái là cái bông giấy này được ông anh ông tặng. Mà cái bông giấy này phải nói là nó có một cái sức sống rất là mãnh liệt luôn. Hồi trước lúc mà dịch đó, là cây bông giấy này á là mình không ở đây đó, mấy trăm nó trong. Thì thời điểm đó không có tưới cây á, cái cây nó bị rụng hết lá luôn, cho nó rụng hết lá luôn. Tưởng là nó chết, ai ngờ nó không chết, nó hồi sinh, nó sống và bây giờ nó mọc bông quá trời luôn mọi người. Bữa nay là bông rụng bớt rồi đó, chứ mấy bữa là bông nhiều hơn. Còn cây này là cây học bài. Cây học bài này, nói tới cây học bài là nhớ lại cái thời mình học phổ thông. Hồi đó không biết ai nói là muốn thuộc bài là phải ngắt cái lá học bài, ngắt cái lá của cây học bài này kẹp vô trong cái trang vở, trang tập của mình đó. Thế là mình cũng bắt chước mình lấy mình kẹp vô để mình học bài cho nó mau thuộc. Không biết mọi người, khi mà mọi người ngắt cái lá này mọi người để vô trong tập, mọi người có mau thuộc bài không? Chứ là thấy không có thuộc bài nổi. Ly mới mua một bộ bàn ghế đúng cà phê nữa. Nhưng mà bộ bàn ghế đó là chừng nữa Ly sẽ để bên góc bên đây nè. Ly mua rồi. Bộ bàn ghế đó để dành uống cà phê, uống trà chiều. Không mấy là bữa nào làm cái tiệc nhỏ nhỏ đó. Nói chung không gian sân thượng nhà Ly thì nó rất là nhỏ, chứ nó không có rộng lớn như những chỗ khác. Nhưng mà được cái là cái view cũng đẹp lắm mọi người thấy không, view xa xa sẽ là landmark 81, view landmark nè, view quận nhất nè, view quận 2 nè, cầu Phú Mỹ quận 7 cũng nhìn được luôn nha, nguyên cái cầu Phú Mỹ rồi. Thôi xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip chia sẻ một cái không gian sân thượng giữa nhà Kali nha. Xin chào tạm biệt và hãy nhớ
hãy nhớ bấm vào kênh của ca sĩ Kali và hãy nhấn nút đăng ký.